Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Bản tin thời sự Biển Đông mới nhất. Trung Quốc có cấm được Nga khai thác dầu khí ở Biển Đông với Việt Nam. Trung Quốc đã cảnh cáo hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông của Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Nga Ronev, nhưng Điện Kremlin không chấp nhận Trang National Interest ngày 21 tháng 12 khi tham dự hội nghị các ngoại trưởng ASEAN, Hiệp hội các nước Đông Nam Á ở thủ đô Bangkok của Thái Lan trong năm nay, ở một cuộc gặp bên lề, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc yêu cầu đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov rằng phải chấm dứt hoạt động của Ronev ở Biển Đông và ông Lavrov được cho là đã không chấp nhận lời đề nghị này. Xét về quan điểm của Nga về tranh chấp ở Biển Đông lâu nay là trung lập, trong những năm gần đây, Nga giữ lập trường rõ ràng về tranh chấp ở Biển Đông, theo đó, Nga không phải là một bên tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng Nga có những lợi ích ở vùng này kể cả là ở Việt Nam. Nga muốn tất cả các vấn đề trong khu vực được giải quyết bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao thông qua cuộc đàm phán giữa các nước có tranh chấp, khẳng định Nga dứt khoát chống lại sự leo thang căng thẳng xung quanh vấn đề Biển Đông, chống lại việc gia tăng quân sự hóa trong khu vực, cho rằng lối thoát tốt nhất và duy nhất ra khỏi tình trạng này là việc tổ chức cuộc đàm phán trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng thời, Nga kêu gọi giữ bình tĩnh, kiềm chế và không để những cuộc tranh chấp biến khu vực này thành một điểm nóng trên thế giới. Nga cho rằng tất cả các bên liên quan đều phải tuân thủ nguyên tắc không sử dụng vũ lực, tiếp tục tìm kiếm con đường giải quyết bằng chính trị, ngoại giao mà các bên đều có thể chấp nhận được. Nhận định chỉ có đàm phán, con đường mà Trung Quốc và ASEAN đã đi mới có thể mang lại kết quả cho các bên, đó chính là một thỏa thuận mà các bên chấp nhận được. Không những vậy, Nga cũng rất quan tâm theo dõi diễn biến tình hình ở Biển Đông, coi đây là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới an ninh và ổn định ở toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ngoài ra, Nga không phải là một bên tham gia vào tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và sẽ không bao giờ bị lôi kéo vào những tranh chấp này. Nga không đứng về bên nào trong tranh chấp, cho rằng việc tham gia của bên thứ ba vào các tranh chấp này sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Tất cả các quốc gia liên quan đến những tranh cãi lãnh thổ trong khu vực này phải nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc không sử dụng vũ lực, tiếp tục tìm kiếm giải pháp chính trị ngoại giao cho các vấn đề hiện nay trên cơ sở luật pháp quốc tế, trước hết là công ước Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS, trên tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông DOC mà ASEAN và Trung Quốc đạt được năm 2002, cũng như những thỏa thuận vào tháng 7 năm 2011 giữa các nhà lãnh đạo về việc thực thi tuyên bố năm 2002 nga cho rằng việc tham vấn và đàm phán về những vấn đề lãnh thổ ở biển đông cần phải được tiến hành trực tiếp giữa các bên liên quan với hình thức phù hợp nhất do các bên tự xác định nga sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của trung quốc và các nước asean nhằm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc Thậm chí, quan hệ Nga-Trung cũng ấm lên trong thời gian qua. Vào đầu năm 2019, Moscow cùng Bắc Kinh nâng quan hệ lên cấp đối tác chiến lược toàn diện với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, mô tả quan hệ song phương này là tốt nhất trong lịch sử. Nhưng Nga lại có những biểu hiện, phát biểu và hành động lạ. Trước hết là Tổng thống của Nga Vladimir Putin đã cảm ơn Giám đốc lô khai thác của công ty Ronev Việt Nam BV Hoàng Vũ Nam theo chỉ thị tương ứng của nguyên thủ quốc gia Nga lời cảm ơn được gửi đến nhà quản lý hàng đầu vì những công lao trong việc phát triển tổ hợp nhiên liệu và năng lượng. Lời cảm ơn này có nhiều ý nghĩa. Một thể hiện thái độ lập trường ủng hộ Việt Nam trong việc ngăn chặn đối phó với hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở bãi tư chính nói chung và ở lô 06.1 nói riêng. Hai truyền tải thông điệp cứng rắn đến Trung Quốc, các công ty của Nga đang khai thác hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam, Trung Quốc không có quyền ngăn cản, nếu Trung Quốc cố tình ngăn chặn và cản trở, hãy cân nhắc xem mình có đủ sức để đối phó với Nga hay không. 3. Cuối cùng, tổng thống Nga đưa ra lời cảm ơn trên cũng là cách khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nga và Việt Nam. Tiếp theo là phản ứng của tổng lãnh sự quán Nga tại Việt Nam. Gần đây, trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề khai thác dầu khí của Nga ở Biển Đông, Tổng lãnh sự Anskei cho biết, các công ty Nga vẫn sẽ tiếp tục làm việc trên thềm lục địa của Việt Nam và mở rộng hoạt động của mình. Chúng tôi đã không rời đi trong thời gian căng thẳng mà trái lại còn tăng trưởng tốt. Câu trả lời không có khẳng định việc Nga ủng hộ Việt Nam nhưng lại thể hiện một điều là các hoạt động khai thác của Nga phối hợp với Việt Nam ở Biển Đông là thuộc về chủ quyền, quyền chủ quyền và nằm trong lãnh thổ của Việt Nam và Trung Quốc không có quyền nói gì ở đây, ngoài ra ông còn ví von rằng. Bất chấp căng thẳng xảy ra xung quanh các địa điểm khai thác dầu khí ở Biển Đông, sản lượng khí đốt của các công ty Nga vẫn tăng 25%. Trong đó, riêng tại một lô, công ty Ronev Việt Nam BV, đơn vị liên doanh của gã khổng lồ dầu khí Nga Ronev, đã khai thác được gần 4,1 tỷ mét khối khí trong năm 2019, đảm bảo gần 10% nhu cầu năng lượng của Việt Nam các công ty Nga vẫn sẽ tiếp tục làm việc trên thềm lục địa của Việt Nam và mở rộng hoạt động của mình. Chúng tôi đã không rời đi trong thời gian căng thẳng mà trái lại còn tăng trưởng tốt. Ông Popov cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga, khẳng định việc phát triển mối quan hệ này là ưu tiên kiên định của Nga tại châu Á-Thái Bình Dương. Ronev không ngắn lời cảnh cáo của Trung Quốc. Chính phủ Nga sở hữu một nửa cổ phần Ronev và tập đoàn này không phải là người lạ tại Biển Đông. Ronet vào thị trường Việt Nam năm 2013 sau thương vụ mua lại TNKBP tại Nga và sở hữu hai công ty con Ronet Việt Nam BV và Ronet Philippines Việt Nam BV. Ronet Việt Nam BV là nhà điều hành và nắm giữ 35% cổ phần lô 06.1 và 100% cổ phần lô 05311 đang thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam, cách bờ biển Vũng Tàu 370 km về phía đông nam. Lô 06.1 đã vận hành và khai thác an toàn trên 14 năm, cung cấp hơn 52 tỷ mét khối khí tự nhiên và đã đáp ứng năng lượng cho khoảng 20% tổng sản lượng điện sản xuất của Việt Nam. Trong địa phận lô này có 3 mỏ khí ngưng tụ, lan tây, lan đỏ và phong lan dại. Dự trữ địa chất ban đầu của khí trong các mỏ này đạt khoảng 69 tỷ mét khối. Lô 05 05311 đang trong giai đoạn thăm dò, tìm trữ lượng dầu khí cho phát triển trong tương lai. Công ty con thứ hai của Ronef tại Việt Nam là Ronef Philippines Việt Nam BV, nhà đầu tư nắm giữ 32,67% cổ phần đường ống Nam Côn Sơn, vận chuyển khí tự nhiên và dầu nhẹ từ bốn lô ngoài khơi vào bờ đến nhà máy xử lý khí dinh cố, sau đó chuyển cho phát điện tại khu công nghiệp Phú Mỹ. Đường ống Nam Côn Sơn với 400 km đường ống ngoài khơi và trên bờ đã hoạt động an toàn trên 14 năm, vận chuyển trên 70 tỷ mét khối khí, đáp ứng năng lượng cho khoảng 25% tổng điện sản xuất trong nước. Trong bối cảnh Trung Quốc tăng sức ép khẳng định yêu sách chủ quyền vô lý trên biển Đông, các hoạt động của Rones đã khiến Bắc Kinh chú ý và khó chịu. Trung Quốc đã ngang ngược tuyên bố bản đồ, đường lưỡi bò chín đoạn và vun vén cả lô 06.1 trong EEZ của Việt Nam thành của mình. Nhưng bất chấp Trung Quốc liên tục cảnh cáo, Ronef đã không chấm dứt các hoạt động. Không những thế, Ronef còn đề ngỏ khả năng mở rộng hoạt động với đối tác Philippines. Khi thực hiện chuyến thăm chính thức lần thứ hai, Tổng thống Rodrigo Duterte đã mời gọi Ronef thăm dò dầu khí ở vùng biển của Philippines trên Biển Đông. Đại sứ Nga tại Philippines, ông Igor Kovalev cũng mời các công ty Philippines cùng các công ty thăm dò khai thác dầu khí ở Nga hồi tháng 11 – một đoàn chuyên gia RONEF đã đến Malina cùng Bộ Năng lượng Philippines bàn luận khả năng liên doanh thăm dò khai thác năng lượng xa bờ. Ý nghĩa của sự quyết tâm của Nga trong quan hệ với Việt Nam về thăm dò khai thác dầu ở Biển Đông. Dù Moscow tuyên bố sẽ không liên quan trong cuộc tranh chấp chủ quyền khi tiếp tục làm việc với Việt Nam thông qua RONEF, Nga đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Việt Nam. Nếu Ronev vẫn kiên cường trước các toán tính của Trung Quốc, tập đoàn này có thể nêu gương cho các công ty thương mại dầu khí quốc tế đồng ý tham gia dự án liên doanh ở vùng biển tranh chấp này. Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, phản ứng của Bắc Kinh trước dự án liên doanh giữa Việt Nam với Rosneft đã giảm độ hung hăng so với những lần trước đây Bắc Kinh đã cảnh cáo Việt Nam nên từ bỏ các dự án khai thác dầu khí với các công ty nước ngoài tuyên bố hoạt động này đe dọa chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc bản tin của chúng tôi đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo